Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đề án phát triển thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo các dự thảo, tờ trình xây dựng kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn kết luận về kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, nguyên tắc hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng theo quy định, theo quyết định số 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần trong một tháng và tối đa không quá 3 tháng. Trong đó, mức hỗ trợ người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp là 500.000 đồng một tháng, mức hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng một tháng. Trong khi chờ ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách để kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố sẽ trích ngân sách để triển khai thực hiện. Về kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện một số nội dung trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.